là 5 phút để không ai trở thành người tối cổ, không ai bị bỏ lại đằng sau trên dòng chảy tin tức. WHO cảnh báo nguy cơ biến thể Omicron rất cao trên toàn cầu. Giám đốc nghệ thuật của Louis Vuitton qua đời. Người đàn ông Ấn Độ xây ngôi nhà mô phỏng Taj Mahal như một món quà tình yêu dành cho người vợ của mình. Người phụ nữ phóng hỏa đốt phòng cách ly với hai đứa bé ở bên trong. Tất cả sẽ có ngay trong 5 phút biết hết ngày hôm nay. Tại thủ đô của Tunisia, người đẹp khuyết tật và bệnh nhân ung thư đã sải bước trên sàn catwalk, khiến khán giả choáng ngợp với màn trình diễn nhằm chống lại những quan điểm sai lầm và định kiến về tiêu chuẩn cái đẹp. Nhiều phụ nữ và các bé gái đã tham gia vào chương trình đặc biệt này, bao gồm các chiến binh chống chọi lại ung thư, các phụ nữ khuyết tật, mắc bệnh bạc biến hoặc các vết bỏng đã xuất hiện trong chương trình. Amma Matford, một thành viên của câu lạc bộ và là người đứng đầu sáng kiến cho biết, Rock My Love là một sự kiện dành cho những người phụ nữ mắc bệnh ung thư, khuyết tật về thể chất hoặc bất kỳ phụ nữ nào cảm thấy tự ti về bản thân của mình. Trong bối cảnh cung điện Cinebosade nguy nga, những người mẫu đặc biệt này mặc những thiết kế đầy màu sắc và những nét hiện đại, hợp thời trang và giới thiệu chúng với khán giả với niềm hân hoan và tự hào. Giám đốc nghệ thuật Louis Vuitton qua đời ở tuổi 41. Virgil Abloh, người sáng lập thương hiệu Off-White, kiêm giám đốc nghệ thuật mang thời trang nam của Louis Vuitton, đã qua đời tại bệnh viện ở Houston hôm 28 tháng 11 vì ung thư. Gia đình anh cho biết rằng trong hơn 2 năm qua, nam thiết kế đã anh dũng chiến đấu với một dạng ung thư hiếm gặp, u mạch ở tim từ khi được chẩn đoán vào năm 2019. Virgil chọn cách âm thầm chịu đựng trận chiến của mình, trải qua nhiều cuộc hóa trị đầy thử thách. Tất cả diễn ra khi anh vẫn điều hành một số tổ chức quan trọng về thời trang, nghệ thuật và văn hóa. Virgil Abloh sinh năm 1980 tại Rockford, Mỹ, có cha mẹ là người Ghana nhập cư. Anh giữ chức giám đốc điều hành của Off-White, thương hiệu do anh sáng lập năm 2012. Hôm 29 tháng 11, AAP dẫn tuyên bố của Tổ chức Y tế Thế giới WHO cảnh báo về nguy cơ rất cao đang gia tăng về một cuộc khủng hoảng toàn cầu do biến thể Omicron của coronavirus gây ra. Trong khi đó, Nhật Bản sẽ cùng với Israel đã cho đóng cửa biên giới với nước ngoài, đồng thời áp dụng các biện pháp cứng rắn để chống lại biến thể Omicron. Biến thể này có khả năng lây lan cao hơn các biến thể trước đó. Đến nay, biến thể này đã được tìm thấy ở Úc, Bỉ, Botswana, Anh, Canada, Đan Mạch, Pháp, Đức, Hồng Kông, Israel, Ý, Hà Lan và Scotland. Tổ chức Y tế Thế giới WHO khuyến cáo 194 quốc gia thành viên rằng biến thể Omicron có khả năng lây lan ra bình diện quốc tế. Những du khách và người dân địa phương tham gia vào lễ hội hàng ngàn con khỉ ở Lopburi, miền Trung Thái Lan đã được thưởng thức 2 tấn trái cây và rau quả vào ngày Chủ nhật 28 tháng 11 sau khi lễ hội khỉ của thị trấn được tiếp tục sau 2 năm do gián đoạn của đại dịch gây ra. Hàng trăm con khỉ đuôi dài leo lên người và đống trái cây. Ăn đồ ăn yêu thích của chúng là chuối và dứa. Đây là lần đầu tiên sau 2 năm khi được ăn nhiều loại trái cây và rau quả và tôi rất vui mừng cho chúng. Thanida, người địa phương 24 tuổi, đi cùng gia đình cho biết bữa tiệc này có giá hơn 100.000 baht, tương đương với khoảng 3.000 USD, là một lễ hội truyền thống hàng năm để người dân địa phương cảm ơn những con khỉ đã làm một phần việc thu hút khách du lịch đến Lopburi, nơi còn được mệnh danh là vùng đất của khỉ. Một người phụ nữ đã bị bắt và buộc tội đốt phá ở Queensland, Australia sau khi cô được cho là đã phóng hỏa một khách sạn, nơi cô và hai đứa con bị buộc cách ly trong 2 tuần. Các nhà chức trách cho biết, một phụ nữ 31 tuổi đã đốt lửa bên dưới giường của mình sau khi trải qua vài ngày trong thời gian cách ly bắt buộc 2 tuần tại khách sạn sau khi từ một tiểu bang khác đến. Trước khi vụ việc xảy ra, cô cũng được cho là đã gây ra những rắc rối không xác định khác cho các nhân viên trong thời gian ở lại. Hai đứa con của cô đã được cảnh sát bảo vệ và cô đã phải ra hầu tòa vào ngày 29 tháng 11 vừa qua. Giám đốc điều hành của Twitter, Jack Dorsey đã dự kiến từ chức. Jack Dorsey, 45 tuổi, hiện là giám đốc điều hành của cả Twitter và Square, một công ty thanh toán kỹ thuật số. Trong tweet mới nhất ngày 28 tháng 11, Dorsey chia sẻ I love Twitter. Lượt thích trên tweet này đã tăng lên hơn 54.000 vào ngày 29 tháng 11. CNBC là hãng tin đầu tiên đưa tin về động thái từ chức dự kiến của Dorsey. Hãng này nhận định CEO tiếp theo của Twitter dự kiến phải đáp ứng đủ các mục tiêu nội bộ, tham vọng của công ty. Đầu năm nay, Twitter tuyên bố đặt mục tiêu có 315 triệu người dùng có thể kiếm tiền vào năm 2023 và tăng ít nhất gấp đôi doanh thu hàng năm trong năm nay. Ngôi nhà rộng 920m² ở bang Madhya Pradesh, Chokshay 52 tuổi, xây dựng để tặng vợ là Manjusha, 48 tuổi, một ngôi nhà mô phỏng đền Taj Mahal. Giống như nguyên mẫu, ngôi nhà có các tòa tháp và mái vòm cao 8,8 mét. Sàn và mặt tiền là bằng đá cẩm thạch Matrana. Vật liệu cũng được sử dụng giống cho đền Taj Mahal. Ngôi nhà của vợ chồng Chokshay có kích thước bằng 1/3 nguyên mẫu, gồm 4 phòng ngủ, một sảnh, một thư viện và một phòng thờ. Sau nhiều ngày đi bộ trong cuộc di cư hàng năm, những con cua cái ở đảo Christmas đã đến vùng ven biển vào thứ Bảy ngày 27 tháng 11 để thả hàng triệu quả trứng vào đại dương trên hòn đảo ngoài khơi Tây Úc. Điều đầu tiên vào khoảng 4 hoặc 5 giờ sáng, chúng xuống nước, tỏ vẻ lắc lư và thả trứng vào nước. Đó là nơi trứng thực sự sẽ nở ngay lập tức và ổ chung của cua sẽ bơi ra một nơi rộng lớn không xác định. Một điều phối viên ở vùng ven biển cho biết rằng không thể đo lường được số lượng con non được sinh ra với ước tính khoảng 20 triệu con cái mang khoảng 100.000 trứng mỗi con.
5 phút biết hết, các bạn ấn tượng với tin tức nào nhất? Đừng ngại chia sẻ quan điểm của các bạn cho chúng tôi.